Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 26. Dân Síp lại đến tìm Sao-lơ tại Gibea mà nói rằng: David há chẳng ẩn tại trên gò Ha-ki-la đối ngang đồng vắng sao? Sao-lơ bèn trỗi dậy kéo 3.000 tinh binh của Israel đi xuống đồng vắng Síp đặng tìm David. Sao-lơ đóng trại trên gò A-ki-la đối ngang đồng vắng tại nơi đầu đường. David ở trong đồng vắng, khi thấy Sao-lơ đến đuổi theo mình, bèn sai kẻ do thám đi và biết chắc rằng Sao-lơ đã đến. Bây giờ David trỗi dậy đi đến tận nơi Sao-lơ hạ trại. Người cũng thấy nơi ngủ của Sao-lơ và của Abner con trai Ner-ơ là quan tổng binh của người. Sao-lơ ngủ tại đồn, có đạo binh đóng trại xung quanh mình. David cất tiếng nói cùng Ahimelech người Hê-tít và Abishai con trai của Seruya em của Yoab rằng: ai muốn đi cùng ta xuống dinh Sao-lơ? Abishai đáp: tôi sẽ đi xuống với ông. Vậy David và Abishai lúc ban đêm vào giữa quân lính, thấy Sao-lơ đang ngủ nằm trong đồn, cây giáo cặm dưới đất tại nơi đầu giường, Abne và quân lính nằm ở xung quanh người. Abishai nói cùng David rằng: ngày nay Đức Chúa Trời đã phó kẻ thù nghịch ông vào tay ông, xin cho phép tôi lấy giáo đâm người, chỉ một cái mà cặm người xuống đất, chẳng cần phải đâm lại. Nhưng David bảo Abishai rằng: đừng giết người. Ai có thể tra tay trên kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va mà không bị phạt? Người tiếp rằng: ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, Đức Giê-hô-va chắc sẽ đánh người, hoặc khi người đến kỳ định mà chết, hoặc khi người ra trận mà bị diệt vong. Nguyện Đức Giê-hô-va giữ, chớ cho tôi tra tay vào kẻ chịu sức dầu của Ngài. Ta xin ngươi, chỉ hãy lấy cây giáo nơi đầu giường người cùng cái bình nước, rồi chúng ta hãy đi. Như vậy, David lấy cây giáo và bình nước nơi đầu giường của Sao-lơ, rồi hai người đi. Không ai thấy hay là biết, và cũng chẳng ai tỉnh thức. Hết thảy đều ngủ, vì Đức Giê-hô-va đã khiến sự ngủ mê giáng trên chúng. Đoạn David sang qua bên kia, dừng lại tại trên chót núi xa trại quân, có một khoảng xa cách nhau. Người gọi quân lính với Abner con trai Ner-ơ mà nói rằng: Abner, ngươi chẳng đáp lời sao? Abner đáp rằng: ngươi là ai mà kêu la cùng vua? David đáp cùng Abner rằng: nào, ngươi há chẳng phải là một dõng sĩ sao? Trong Israel ai bằng ngươi? Vậy sao ngươi không canh giữ vua là chúa của ngươi? Có kẻ trong dân sự đã đến muốn giết vua chúa ngươi. Điều ngươi đã làm đó chẳng tốt đâu. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ngươi đáng chết vì không canh giữ chúa ngươi là đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Bây giờ hãy xem thử, cây giáo của vua và bình nước nơi đầu giường vua ở đâu? Sao-lơ nhận biết tiếng của David bèn nói rằng: hỡi David con ta, có phải tiếng con chăng? David thưa rằng: hỡi vua chúa tôi, ấy là tiếng tôi. Người tiếp: cớ sao chúa đuổi theo tôi tới chúa như vậy? Tôi có làm điều gì và tay tôi đã phạm tội ác chi? Bây giờ, xin vua hãy lắng nghe lời của tôi tớ vua. Nếu Đức Giê-hô-va xúi dục vua hại tôi, nguyện Ngài nhậm mùi thơm của lễ. Nhưng nếu là loài người, nguyện chúng bị rủa sả trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì ngày nay, chúng đuổi tôi đi khỏi chỗ dành cho tôi trong sản nghiệp của Đức Giê-hô-va, và chúng nói rằng: hãy đi thờ tà thần. Ôi, nguyện huyết tôi chớ chảy ra trên đất cách xa mặt Đức Giê-hô-va. Vì vua Israel đã kéo ra đặng tìm một con bò chét, như người ta đuổi theo chim đa đa trong núi vậy. Bây giờ Sao-lơ nói: ta có phạm tội. Hỡi David con ta, hãy trở lại. Ta sẽ chẳng làm hại cho con nữa, vì ngày nay con đã kính nể mạng sống ta. Thật, ta đã làm điên cuồng, phạm một lỗi rất trọng.
David nói, này là cây giáo của vua. Hãy cho một gã trai trẻ của vua đi qua đây mà lấy đi. Đức Giê-hô-va sẽ báo trả cho mọi người tùy theo sự công bình và trung tín của người. Vì ngày nay, Ngài đã phó vua vào tay tôi, mà tôi không khứng tra tay vào đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Ngày nay, tôi lấy mạng sống vua làm quý trọng thế nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ lấy mạng sống tôi làm quý trọng thế ấy và giải cứu tôi khỏi các hoạn nạn. Sa-lơ nói cùng David rằng, hỡi David, con ta, nguyện con được phước. Quả thật, con sẽ làm công việc lớn lao và được thắng hơn. Đoạn David cứ đi lối mình, còn Sa-lơ trở về nơi người. Chương 27. David nói thầm, nghĩ rằng, chắc một ngày kia ta sẽ chết bởi tay Sa-lơ. Ta chẳng làm chi hay hơn bằng trốn trong xứ Philippines, thì Sa-lơ sẽ chẳng còn kiếm ta trong cả địa phận Israel nữa. Như vậy, ta sẽ thoát khỏi tay người. Vậy, David trỗi dậy, cùng 600 người theo mình, sang qua đến Akit, con trai Ma-óc, vua Gát. David và những kẻ theo người ở cùng Akit tại Gát, mỗi người có gia quyến mình. David có hai vợ theo, tức là Ahinoam ở Gitreen và Abigail trước làm vợ của Nabal ở Cạc-men. Sa-lơ hay rằng David trốn đến Gát thì thôi đuổi theo người. David nói cùng Akit rằng, nếu tôi được ơn trước mặt vua, xin hãy nhường cho tôi một nơi nào thuộc về các thành ở ngoài đồng bằng để tôi ở đó, vì tôi tớ vua ở trong đế đô với vua mà chi. Vậy, trong ngày đó, Akit ban Siết Lát cho người. Bởi cớ ấy, Siết Lát thuộc về vua Juda cho đến ngày nay. Thì giờ David ngủ trong xứ dân Philippines là 1 năm 4 tháng. David và những kẻ theo người đi loáng đến đất dân Geshurit, dân Giệt-xít và dân Amalek, là những dân tộc từ lâu đời ở miền lân cận Sur-rơ cho đến xứ Egypto. David phá hủy xứ này, chẳng để một người nam hay nữ còn sống, cướp lấy chiên, bò, lừa, lạc đà và áo sống, đoạn trở về cùng Akit. Akit hỏi, ngày nay ngươi đi xâm đoạt nơi nào? David đáp, trong miền nam đất Juda, miền nam đất dân Geramelit và miền nam đất dân Kenit. David chẳng chừa một người nam hay nữ còn sống đặng dẫn về Gát, vì nói rằng, e chúng nó sẽ cáo chúng ta mà rằng, đó là điều David đã làm. Trọn lúc David ngủ trong xứ dân Philippines thường hay làm như vậy. Cho nên Akit tin David mà rằng, hắn làm cho hắn bị gớm ghiếc nơi Israel là dân sự hắn, nên chắc hắn sẽ làm tôi tớ ta đời đời. Chương 28. Về lối này, dân Philippines hiệp các cơ binh làm một đạo đặng giao chiến cùng Israel. Akit nói cùng David rằng, ngươi phải biết rằng, ngươi và những kẻ theo ngươi sẽ đi ra trận cùng ta. David đáp cùng Akit rằng, vua sẽ thấy điều tôi tớ vua làm. Akit nói cùng David rằng, thế thì ta sẽ lập ngươi làm thị vệ ta luôn luôn. Vả, Samuel đã qua đời, cả Israel để tang cho người, và người ta chôn người tại Rama, thành của người. Sa-lơ đã trừ khỏi xứ những đồng cốt và những thầy tà thuật. Vậy, dân Philippines nhóm hiệp đến đóng trại nơi Shunem, còn Sa-lơ cũng hiệp hết thảy Israel và chúng đóng trại tại Gilboa. Nhưng khi Sa-lơ thấy trại quân Philippines thì sợ và lòng rung động lắm. Người cầu vấn Đức Giê-hô-va, song Đức Giê-hô-va không đáp lời, hoặc bằng chim bao, hoặc bằng Urim, hay là bởi các đấng tiên tri. Sa-lơ nói cùng các tôi tớ mình rằng, hãy kiếm cho ta một người đàn bà biết cầu vong, ta sẽ đi đến người mà cầu vấn. Các tôi tớ thưa rằng, tại Endor-rơ có một người đàn bà cầu vong. Sa-lơ giả dạng, mặc những áo khác, đi đem theo hai người, rồi đến nhà người đàn bà này lúc ban đêm. Sa-lơ nói, xin ngươi hãy cầu vong mà bói cho ta, và hãy vời lên kẻ ta sẽ chỉ cho ngươi.
Người đàn bà đáp rằng: Ông biết rõ điều Sao Lơ đã làm, thế nào người trừ khỏi xứ những đồng cốt và thầy tà thuật. Vậy cớ sao ông lại gài bẫy đặng giết tôi? Sao Lơ chỉ Đức Giê-hô-va thề cùng người rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, sẽ chẳng xảy đến cho ngươi một điều hại chi về việc này đâu. Bây giờ người đàn bà nói: Tôi phải cầu ai trước mặt ông? Sao Lơ đáp: Hãy cầu Samuel. Khi người đàn bà thấy Samuel, bèn la tiếng lớn nói cùng Sao Lơ rằng: Cớ sao ông gạt tôi? Ông là Sao Lơ. Vua đáp cùng người rằng: Chớ sợ, nhưng ngươi thấy chi? Người đáp: Tôi thấy một vị thần ở dưới đất lên. Vua hỏi mặt mày ra sao? Người đáp: Ấy là một ông già ở dưới lên, mặc một cái áo tơi. Sao Lơ hiểu là Samuel, bèn cúi đầu sấp mình xuống đất và lại. Samuel hỏi Sao Lơ rằng: Nhân sao ngươi quấy sự yên tĩnh ta mà gọi ta lên? Sao Lơ đáp: Tôi bị hoạn nạn lớn vì dân Philistin tranh chiến với tôi, và Đức Chúa Trời đã lìa khỏi tôi. Ngài không trả lời cho tôi hoặc bởi các đấng tiên tri hoặc bởi chim bao. Vậy tôi đã vời ông lên để ông bảo cho tôi biết điều tôi phải làm. Samuel đáp: Nhân sao ngươi cầu vấn ta? Bởi vì Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi ngươi và trở nên thù nghịch ngươi. Đức Giê-hô-va làm y như Ngài đã phán bởi miệng ta. Đức Giê-hô-va đoạt lấy nước khỏi tay ngươi mà ban cho kẻ lân cận ngươi là David. Ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va và không làm cho Amalek cảm biết cơn giận phừng của Ngài. Vì cớ đó nên ngày nay Đức Giê-hô-va đãi ngươi cách này. Vả lại, Đức Giê-hô-va sẽ phó Israel và ngươi vào tay dân Philistin. Ngày mai, ngươi và các con trai ngươi sẽ ở một nơi với ta. Đức Giê-hô-va cũng sẽ phó đạo binh Israel vào tay dân Philistin. Sao Lơ liền té nằm dài xuống đất vì các lời của Samuel khiến người sợ hoảng. Và lại, người đã kiệt sức bởi trọn ngày và đêm đó người không có ăn chi. Bấy giờ, người đàn bà đó đến gần Sao Lơ, thấy người bối rối bèn nói rằng: Này, con đòi vua đã vâng theo tiếng vua. Tôi đã liều mạng mình đặng vâng theo các lời vua dạy. Vậy bây giờ, vua cũng hãy nghe lời của con đòi vua. Tôi xin đặt trước mặt vua một miếng bánh để vua ăn bổ sức đặng lên đường. Sao Lơ từ chối mà rằng: Ta không ăn. Nhưng các đầy tớ người và người đàn bà ép nài quá, đến đổi người phải xuôi theo lời chúng. Người bèn trỗi dậy khỏi đất và ngồi trên giường. Người đàn bà ấy có một con bò con mập, bèn lật đật giết nó, đoạn lấy bột mì nhồi và làm bánh không men để trước mặt Sao Lơ và các đầy tớ người. Ăn xong, chúng trỗi dậy và đi nội đêm đó. Chương 26. Vả, Đức Chúa Giê-xu đã phán những lời ấy xong rồi, thì phán cùng môn đồ rằng: Các ngươi biết rằng còn 2 ngày nữa thì đến lễ vượt qua, và con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Bây giờ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng phẩm tên là Cai-phe và bàn với nhau dùng mưu trước gì đặng bắt Đức Chúa Giê-xu mà giết. Song họ nói rằng không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sinh ra điều xào xạc chăng. Khi Đức Chúa Giê-xu ở làng Bethany tại nhà Si-môn là người phun, có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đang khi ngồi ăn. Môn đồ thấy vậy giận mà trách rằng: Sao phí của như vậy? Dầu này có thể bán được nhiều tiền và lấy mà thí cho kẻ nghèo nàn. Đức Chúa Giê-xu biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta
là để sửa soạn chôn xác ta đó. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Bây giờ có một người trong 12 sứ đồ tên là Giuđa Iscariot đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng: các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu, đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giêsu. Trong ngày thứ nhất ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: hãy vào thành, đến nhà một người kia mà nói rằng: thầy nói, giờ ta gần đến, ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Giêsu đã dạy mà dọn lễ vượt qua. Đến tối, Ngài ngồi ăn với 12 sứ đồ. Khi đang ăn, Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi rằng, có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm và lần lượt hỏi Ngài rằng: lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng: kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta. Con người đi y theo lời đã chép về Ngài, song khốn nạn thay cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sinh ra thì hơn. Giuđa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: thật như ngươi đã nói. Khi đang ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của cha ta. Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đi ra mà lên núi Olive. Ngài bèn phán rằng: đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc. Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng: dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Phi-e-rơ thưa rằng: dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy. Rồi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng: hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn Ngài đem Phi-e-rơ và 2 người con của Cê-bê-đê đi với mình. Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha. Kế đó Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong 1 giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ 2 mà cầu nguyện rằng: cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, thì xin ý cha được nên. Ngài trở lại nữa thì thấy môn đồ còn ngủ vì mắt họ đã đừ quá rồi. Đoạn Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ 3 và lập xin như lời trước.
Rồi Ngài đi đến với môn đồ mà phán rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Này, giờ đã gần tới, có người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy đi hè, kìa kẻ phản ta đến kia. Khi Ngài còn đương phán, sải thế Giuđa là một trong 12 sứ đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã sai đến. Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu này: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Giuđa đến gần Đức Chúa Giêsu mà rằng: Chào thầy, rồi hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng nó rằng: Bạn ơi, vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần ra tay bắt Đức Chúa Giêsu. Và này, có một người trong những người ở với Đức Chúa Giêsu giơ tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tay của người. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ, vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm. Ngươi tưởng ta không có thể xin cha ta lập tức cho ta hơn 12 đạo thiên sứ sao? Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc này tất phải xảy đến? Lúc bấy giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng: Các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó mà các ngươi không bắt ta. Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến hầu cho những lời các đấng thiên tri đã chép được ứng nghiệm. Khi ấy, hết hãy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi. Những kẻ đã bắt Đức Chúa Giêsu đem Ngài đến nhà thì cả thượng phẩm Ca-i-phê. Tại đó, các thầy thông giáo và các trưởng lão đã nhóm lại. Phi-e-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm, vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao. Bây giờ, các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về Ngài cho được giết Ngài. Dù có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết có hai người đến nói như vậy. Người này đã nói: Ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời rồi dựng lại trong 3 ngày. Thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng: Những người này làm chứng mà kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Thật như lời. Vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây từ trời mà xuống. Thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng: Nó đã nói phạm thượng, chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó thì nghĩ làm sao? Chúng trả lời rằng: Nó đáng chết. Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài mà nói rằng: Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi, cho chúng ta biết ai đánh ngươi. Bây giờ, Phi-e-rơ vẫn ngồi ngoài sân. Có một người đầy tớ gái đến gần mà nói cùng người rằng: Ngươi cũng là kẻ ở với Giê-xu người Galilê. Song Phi-e-rơ chối trước mặt chúng mà rằng: Ta không hiểu ngươi nói chi. Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng: Người này cũng ở với Giêsu người Nazareth. Song Phi-e-rơ lại chối và thề rằng: Ta chẳng hề biết người ấy. Một chập nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phi-e-rơ rằng: Chắc thật ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. Người bèn rủa mà thề rằng: Ta không biết người đó đâu. Tức thì gà gáy. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giêsu đã phán rằng: Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Đoạn người đi ra và khóc lóc cách đắng cay. Thi Thiên 80. Hỡi đấng chăn giữ Israel, hỡi đấng dẫn dắt Gia-cốp như bầy chiên, hãy lắng tai nghe. Hỡi đấng ngự trên cherubim,
hãy sáng sự rực rỡ Ngài ra. Trước mặt Ephraim, Benjamin và Manasse, xin hãy dục giả năng lực Ngài và đến cứu chúng tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói thì chúng tôi sẽ được cứu. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, Chúa dẫn lời cầu nguyện của dân Chúa cho đến chừng nào? Chúa đã nuôi chúng nó bằng bánh giọt lệ và cho chúng nó uống nước mắt đầy đấu. Chúa làm chúng tôi thành bia tranh cạnh cho kẻ lân cận chúng tôi và kẻ thù nghịch cùng nhau cười nhạo chúng tôi. Hỡi Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói thì chúng tôi sẽ được cứu. Từ Ai Cập, Chúa đã dời sang một cây nho. Chúa đuổi các dân ra rồi trồng cây ấy, cũng sở đất cho nó. Nó bèn châm rễ và bò đầy đất. Các núi bị bóng nó che phủ và các nhành nó giống như cây hương nam của Đức Chúa Trời. Các nhành nó dê ra đến biển và chồi nó lan đến sông. Vì cớ sao Chúa phá hàng rào nó để cho các kẻ đi qua lẫy lạc nó, heo rừng cắn phá nó và các thú đồng ăn nó. Đức Chúa Trời vạn quân ơi, xin hãy trở lại. Từ trên trời hãy ngó xuống đói xem và thăm viếng cây nho này. Là tược nho mà tay hữu Chúa đã trồng và là chồi mà Chúa đã chọn cho mình. Cây nho ấy bị lửa cháy, bị chặt, vì cớ sự quở trách của mặt Chúa, chúng nó phải hư mất. Nguyện tay Chúa phù hộ người của tay hữu Chúa, tức là con người mà Chúa đã chọn cho mình. Rồi chúng tôi sẽ không lìa khỏi Chúa nữa. Xin hãy làm cho chúng tôi được sống lại, thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại, làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.